Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Tập 3, Đăng Đế Trọng Sinh và Phế Vật. Sau khi Long Tròn đã đi vào ngừng huyết cảnh, thì 13 luồng kỳ sĩ đã không còn làm theo ý mình của nữa, mà sau chuỗi lại thành một liên tục hấp thụ linh lực. Về đến thùng tràng thì vừa khéo gặp được Tỷ Tuyết lần theo mùi của Long Tròn mà đi đến tìm thùng trong thùng. Nó gặp phải mạnh thú ở trên đường, cũng được rèn luyện khá là nhiều. Cây thần à, ta bắn đến cho người mời con ma thú cho ngài đi. Ôi này này này, Tỷ Tuyết à, cái này để cho đưa cây thần đó. Long Tròn người đến rồi. Lần này còn là ma thú cấp 2, mời ngài vui ngờ lòng nhận cho. À được. Cái thứ này để trưởng thành, cũng còn có máu thịt của ma thú. Ta có thứ tốt hơn cho người đây, tới đi. Ý Cây thần à, Tỷ Tuyết làm sao trong chốc nhoáng lại trở nên lớn tới như vậy? Ta đã khai sáng cho nó trực tiếp mở thành ma thú cấp 2, như thế này thì có thể giúp người tốt hơn. Ui, cây này làm cho Long Trường ta không biết phải báo đáp thế nào. Hay là ta đi bắt thêm ít ma thú à? Không cần đâu, máu và thịt của người hiến tế đã đủ cho ta phát huy huyết tới kết giới rồi. Các ngươi chỉ cần lùi về sau xa một tí. À được. Thật là hùng tráng. Mở. Ta phải đi rồi. Cường giả đáng được kính trọng đã tạo sự giúp đỡ của người. Đây là lễ vật mà ta tặng cho người. Xem như là giao hẹn khác của chúng ta đi ha. Giao hẹn sao? Ta có thể có cảm giác được chúng ta không lâu nữa sẽ gặp lại nhau. Linh tộc chúng ta cần sự giúp đỡ của người. Kỹ thuật thích trên người người có. Ý. Ý do. Kỹ thuật. Thần rừng đã rời đi rồi. Chỉ để lại cho Long Tròn một câu hỏi. Trên người hắn có thứ gì? Là có thứ gì có thể khiến cho thần cảm thấy kinh hoàng như vậy chưa? Nhưng khi bọn họ đến gần đến thùng trà. À, làm sao vậy Tỷ Tuyết? Mùi máu tanh không hay rồi. Thùng trà đã xảy ra chuyện rồi. Ý da. Không muốn chết thì nói màu. Rốt cuộc là có thấy qua Long Tròn hay không? À, vì đại nhân này chúng ta thực sự không biết Long Tròn là người núi là ai. Nếu đã như vậy thì các người đều không có lý do gì để sống tiếp nữa rồi. Chủ Thành Thành, lão súc sinh ngươi. Long Tròn, một viễn thuật. Chạy đi đâu? Cái gì chết tiệt, không phải nói hắn là chỉ còn lại chút hơi tàn thôi sao? Con già chết, lát nữa ta lại tới trừng trị người. Mỗi ngày nhớ phải thầy thuốc là được rồi. Long Tròn hạ nghiền nói là ngươi muốn đi rồi sao? Tỷ Hòa, ngươi còn cảm thấy rồi đó. Ta còn ở lại nơi này e rằng sẽ còn gây thêm nhiều rắc rối nữa. Long Tròn, cái đồ tù nhà ngươi. Xin lỗi nha Tỷ Hòa. À không sao đâu con trai à. Tỷ Hòa ta sẽ từ từ khuyên nó. Còn không còn về cơ sở, sau này nó cảm thấy ở bên ngoài còn tốt thì cũng có thể quay về. Ở đây chính là nhà của con. Đã tạ trưởng thùng. Thế là Long Tròn mang linh đàn vũ khí chiến thuật, những thứ có thể để lại đến đều cho những người trong thùng. Lộ luyến không muốn nữa cả vì bồ họ. Châu Thành Thành, ta biết người vẫn chưa chết. Ây da. Long Tròn, đừng có giết ta, ta cũng là bị ép thùi. Ta có thể mang tất cả những gì ta biết đều nói cho người biết. Ta biết, đây là ván cờ mà Sở Hà bố trí. Ta quay về tìm tên hắn tên sổ. À không không không, Long Tròn à, nếu như người ta cho ta, ta chỉ nói cho người biết việc ông vô cùng khẩn cấp. Nói nhanh đi, ta không giết người. Người nhà của người đã bị nhốt vào trong thiên lao rồi, chờ ngay sự trảm. Cái gì nổ bẫy? Cô ở mang ở đó thì binh sĩ làm thế nào mà có thể bắt được chứ? Bởi vì lão nào giờ này lại đang diễn kịch à? Vậy thì ta diễn chung với người ta cuối cùng. Lấy hai viên đàn dược này uống đi. Làm dám nội thường tiếp tục nói. À đã tạ thi tử. Người nhà mẹ đẻ của mẫu thần người vẫn luôn ra tì là tí mắt của Sở Hà
À mà về đến phủ sớm đã hết hơi sức rồi. Sau đó thì bọn chúng cởi ra ly hồn tán mà bọn chúng đã giấu trước từ lâu trên người của người nhà người, bắt đi hết tất cả mọi người. Kỳ ra ông khốn nạn này, nhìn nó cho ta biết hành hình. À, ngày giờ kia giờ ngọ. Kỳ đờ mà thì giết chúng ta nhanh đi thôi. Để ta hồi phục lại một chút, sẽ đi tiêu diệt cái thùng đó, để tất cả những thứ mọi người đỡ lại mang đi. Hả? Ở đâu ra nhiều mũi độc như vậy chứ? Ôi ôi, lông trợn, người. Ây da. Bởi vì cái chết của Hà Trường Phong mà lúc này đại binh hạ của Hạ Quốc đã áp sát phòng mình. Thế là Sở Hạ ra mặt đàm phán chuẩn bị trám người trên dưới của lồng già. Coi như là coi tất cả đều là đồng đảng, mưu đồ dẹp sạch cùng một lúc. Đó là lồng già chúng ta liên lụy đến các người. Phu nhân Hạ Bảo Nhi chứ từng hối hận khi đến lồng già. Phong Minh và đại hạ của chúng ta hướng tới sự chung sống hòa bình, cùng nhau có lợi và tương trợ lẫn nhau. Đối với những kẻ trong lòng muốn làm loạn, mưu đồ phá hoại cùng mình, Hà Đế Hà Vũ giết không tha. Tránh hết cho ta. Thật Phong, tên tiểu tử này, ta cũng muốn mang ngươi trị triệu dưới trướng, mà không bất thế mà ngươi lại. Người ngoài không được pháp tiến vào pháp trường. Cút. Tập 47. Gió Ca Tề, người đi vận động gần cốt một chút đi. Dạ. Suốt chiều chết đi tên béo. Hả? Sớ giáo. Cái gì? Chẳng phải cô ta bị cừu lông chăng rồi sao? Sao lại đánh được đến vì con cảnh này? Ta nghe thấy đó, đám người trong bối độc ác còn bị xấu hổ các người. Tạch Phòng mau đi cứu người. Dạ. Nằm mơ đi. Xem đi. Đáng tiếc cho tiểu thư xinh đẹp thế này rồi. Ý dạ. Ra thì tan nhẫn với nữ tử như thế không thấy xấu hổ hay sao? Giận cỡ, người thân là hội trưởng sao có thể nhúng tay vào việc thế tục như vậy? Nếu ta tự hội thì sao? Lão phu đợi ngày này rất lâu rồi. Đến đây văn cờ, chúng ta làm một trận kết thúc đi. Xin người đó hết sức phụ. Văn cờ tiếp chiêu. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Ây da. Hả? Người mà cũng xứng ước hiếp con dâu lồn giá của ta hay sao? Con dâu Tạch Phong mau cứu người. Vâng. Lồn thiền tiếu, cuối cùng thì người cũng đã xuất hiện rồi. Ta muốn cả nhà các người phải chết một cách đàng hoàng. Những năm qua ta không ở đây để cho các ngươi phải chịu khổ rồi. Là người liên lị tới chàng, lòng nhị bây giờ không biết đang ở nơi nào. Lòng thiền tiểu, con trai của ngươi phạm vào tội chết vì hai nước. Đừng có bày trò. Lòng thiền tiểu, ta vốn không thích âm mưu, không có nghĩa là ta không hiểu. Bây giờ ta đã trở về rồi, muốn giết người của lùng già ta thì các ngươi có việc lên đây để cho ta xem các ngươi có bao nhiêu cái mạng có thể đền. Trần Viễn Hầu lòng thiền tiếu tạo phản rồi, toàn bộ quân binh nghe lệnh diệt sạch phản tặc lòng già. Giết được người của lòng già kể không cần là thân phận gì, thưởng 100.000 lượng vàng, hoàng tăng 3 cấp bậc. Rõ. Anh hầu vợ hầu lấy đầu của lòng thiền tiếu về đây gặp ta. Rõ. Mà ngủ trình công, người nhà của ta đều nhờ cây vào hai người rồi. Rõ. Giết.
Ây da. Yeah. Tình Long Thiên Thiếu này quả thật là rất lợi hại, đáng tiếc lại không thể giữ hắn lại. Tình Long Thiên Thiếu lại đáng chết này, ta sẽ không giết được người thì cũng phải giết được vợ của người. Hay. Không. Cảm ơn nàng Giao Nhi. Tỷ tỷ làm tốt lắm, tiếp tục giết đi. Ô Trần Nhi con thế nào rồi đó mẹ Nhi xem? À con không sao đâu mẹ, là con trai báo hiếu để cho mẹ phải chịu khổ rồi. À mẹ không sao, mau đi xem Aman thế nào đi. Aman, Lục ca, Sục trình lại dùng nhiều đinh tới như thế à? Thù. Thật quên tình béo. Tiểu hậu sau này nhất định sẽ hậu tạ. Giờ nhi, thấy ta chăm sóc tốt cho mẹ. Dương. Cẩn thận đó Long Trần. Có một người thôi mà, có gì phải sợ chứ, cùng nhau lên đi. Ôi hắn biến mất rồi. Lý Phong Trạm. Ôi không thấy rồi. Chà, chia cho có một tên đi. Được. Lần rồi, lần trước có như mạng người lớn, lần này thì người chạy không thoát được đâu. Người phải chạy dường như chính là người đấy. Phá Hư Trạm. Tên tiểu tử này sao có thể đạt đến mức ngưng huyết rồi? Lý Phong Trám. Cái gì? Liên tiếp hai lần lên kỹ năng bậc sau. Không. Hạ Vũ, ngươi đi giết tên tiểu tử đó đi. Nếu như không giết được hắn thì ngươi cũng không cần về sống nữa. Tên tiểu tử này liên tiếp hai lần sử dụng diên kỹ, liên kỹ bây giờ chắc chắn còn lại bao nhiêu rồi. Không sai, bao nhiêu năm rồi qua, cũng chỉ có cha ngươi mới có thể tiếp được một giáo của ta. Thế thì chỉ có thể nói là người chẳng qua chẳng thấy cảnh qua đời. Thì tử đừng có sợ mày. Lý Phong Trích. Cái gì? Đã sử dụng chiến kỹ rồi sao? Không biết hắn luyện cái loại công pháp nào mà có thể vận dụng chiến kỹ như vậy. Cũng là một người có tiền phú cao. Cái đó yêu nghiệt này không thể giữ. Sức mạnh này mạnh quá. Nhòm phải giấu. Đó hỏa khí này dẫn người đi ngay chết. Rồi đi. Đánh nhau chính là dựa vào cái giá nhỏ nhất để đến bài đối phương. Hai nhi đã hiểu rồi. Hả? Tập 43. Nói cho ta biết là ai đã trộm liên can của ta, khoét liên cốt của ta, lấy đi linh huyết của ta. Cái gì? Ta không biết, ta thực sự không biết gì. Nếu đã như vậy thì ta tiễn ngươi lên đường. Ngươi chính là chủ mơ của tất cả mọi việc. Coi là thế đi. Giở trò thủ đoạn trên người ta có phải là người không?
Tớ tìm không ra lý do để làm mấy cái trò đó trên một cùng dê cả. Sức mạnh đáng sợ quá. Để em theo người của người cút đi, đừng để bị giết. À, vâng. Trần Nhi, lát nữa cháu sẽ giữ chừng hắn, còn dẫn theo mẹ và bọn họ chạy đi. Hắn chắc là người có tầng một, sức mạnh tuyệt đối không phải là người chúng ta có thể so được. Xin lỗi cha, con không làm được rồi. Để thôi, thế thì cha sẽ để cho con cùng vai sát cánh chiến đấu. Nhiều lời, thời gian đã đến rồi. Dạ. Ý dạ. Đón hồn đâu? Dạ. Dạ, người sao rồi? À, con chết được đâu? Thiên Tiếu. Được thôi, để cho các người mở màn. Cái gì gọi là sức mạnh tuyệt đối? Chuẩn bị tiếp nhận phán quyết chưa? Ly Phong. Thích. Giới mèn thì chỉ là giới mèn thôi. Lông Trần. Trần Nhi. Mời tiếp chiêu của giới mèn. Vẫn còn sử dụng được chiến kỹ. Chẳng lẽ trong cơ thể của hắn lại có linh lực từ hồi phục vương? Khá lắm, từ linh lực này của Trần Nhi đã vượt qua ta rồi. Lâu Hoàng Kiếm. Lâu Trần. Dớ mẹn thì cũng chỉ là dế mẹn thôi. Còn qua cả lại mới không mất lòng nhau. Cái gì? Khai thiền. Đây là chiến kỹ gì vậy? Con có khả năng khống chế hành động của ta? Không thể nào. Người phàm có chiến kỹ như thế này sao? Lên. Ây da. À. Ừ, làm tốt lắm. Lớn trận thành công rồi. Wow, lớn trận lợi hại quá. Đó là quản linh thịt. Lộn thuốc à? Đó là quản gì thế? Quản linh thịt. Đương nhiên là linh vật của trời đó cực kỳ khó có được. Hầu như đều bị các đại tông môn chiếm lấy. Quán này có thể khiến cho vị tu luyện của đồ đệ môn phái phát triển nhảy vọt, được tôn làm nền tảng vững chắc của môn phái. Ta cuối cùng cũng đã hiểu ra lý do giết sạch quần chúng, giết sạch người lòng dạ của chúng ta rồi. Có một lần trong yến tiệc tiền hòa gây nhắc đến hoàng hiếm, nhưng ta không hề biết đó là hoàng gì. Ai mà ngờ được rằng chính vì việc này mà gặp phải họ diệt môn. Chẳng trách lại khiến cho các môn phái tranh chấp lẫn nhau. Tới người phòm đợn chật quản này vốn là đều thuộc về ta. Chỉ còn có được cái đống quản này, ta có thể trở thành đệ tử cốt lõi của môn phái. Như tại các người, tại các người, ta sẽ bắt các người phải trả giá. Đó chính là vợ sinh bảo huyết đáng. Cẩn thận đó, hãy muốn chúng ta cùng chết chung. Phá phong quyền. Chết đi. Tiên huyết. Chết cho ta. Vân Kỳ đại sư. Đại sư lấy dùng hóa đang căn nguyên.
Đại sư không được. Con à, ta đã từng sống từng tuổi này rồi, nếu như hôm nay thù đã báo thì không còn gì tiếc nuối nữa rồi. Con là người có thiên phú võ thuật nhất mà ta từng gặp, ta không muốn con phải chết ở trước mặt của ta. Đại sư, lão già, mau thả ta ra. Đừng có mơ. Đại sư, à, già rồi, không còn tác dụng nữa rồi. Xin nhủ lùi nhé. Lông tròn. Không. Ý da. Hay. Lông thúc. Ba trai, đừng có vội rồi sẽ đến lượt các người thôi. Thì tớ, ta sẽ muốn cho người thấy tận mắt từng người họ chết. Khôn kiếp, mau thả cho ta ra. Trời nhi, làm ngươi đi sống cho tốt. Đừng có không, nhưng mà mong không hổ thẹn với trời đất. Không cần thiết phải buồn. Nói không tội mà thời gian đã đến rồi. Súc sinh. Tập 52. Mau dừng tay lại cho ta. Lúc rồi. Cố tình. Thức thứ nhất. Phong chủ chiến thần. Hả? Chăm sóc tú cho cha ta. Lão tử liệu mạng với ngươi. Đi. Dạ. Người sắp chết dưới tay của giớ mèn đó. Ây da. Tưởng thế nào. Long tròn. Mau tính là đi long tròn à. Thời gian không còn nhiều nữa rồi. Ai? Là ai đang gọi ta? Trong mắt của hắn có 9 viên tinh thần. Nào đưa tay phải của người ra đi. Hãy nhớ thời gian không còn nhiều nữa rồi. Ta phải làm gì đây? Nè đi đã. À, lòng bàn tay này thật sự có chút tê dại. Vị trí của lòng bàn tay này là tên thứ hai của cổ tình bá thời quyết Ngọc Hành Tinh. Có thể dùng Ngọc Hành Tinh để hoạt hóa và củng cố. Phương pháp khôi chế viêm tịch giác, hàng bắn giác huyết tính mạng, quá kỳ lân, cấu vị khổ định, tiên nhân cúc. Những nguyên liệu này rốt cuộc là tìm ở đâu đây? Hay là nên rời khỏi phòng mình, đi ra ngoài xem thế nào? Long tròn à, long tròn. Mới biết Quỳnh đã tỉnh rồi. Nên đã mang nước đến, đã rửa, đã quên rửa mặt nè. À, đẹp, đẹp quá. Ê, xem ra người nào đó họ lòng không có phúc nhận được sự phục vụ của công chúa rồi đó. Đáng ghét. Quỳnh muốn rời khỏi phòng mình ra ngoài xem. Mỗi cái bằng lòng đi cùng Quỳnh không? Chứ dù Quỳnh đi tới đâu thì Mô vẫn đi cùng với Quỳnh. Giao nhị. Ta làm thế này có khi nào là hy đi tương lai của Giao Nhi hay không ta? Lâm tròn, Quỳnh không muốn sao? Ta, Giao Nhi có thế nào thì cũng là của Quỳnh. Nóng quá. Lâm tròn, chúng ta bên nhau nhé. Chúng ta mãi mãi bên nhau. À, Trần Nhi à, con đã tính chưa? Ý, hình là cái phút cao trào. À, cha, mẹ, hai người đến rồi à?
Dạo gì cũng qua đây sao? À, cái đó chú con vừa hay có chuyện muốn nói với hai người. Việc liên quan đến Dạo Nhi sao? À, giờ có muốn dẫn thị Dạo Nhi và A-man rời khỏi phòng mình ra ngồi rèn luyện. Các con muốn đi đâu? Thì tiểu à, cha mau nói đứa con này đi. Cái nhà chúng ta mong một bà lộ không dễ dàng gì mới được đồng viên. Ta đã biết rồi, sẽ có ngày này thôi. Nếu đã như thế thì có vài chuyện con cũng nên biết rõ rồi. Thì tiểu thì con cho phép nàng nói, ở chàng nói. Con cũng đã lớn khôn rồi, có quyền được biết những chuyện này. Lòng thiên tiều ta hỗn cha, phu quân, phu nhân, bà gái, mẹ. Cha, đây là nơi nào vậy? Đây chính là nơi ta gặp được con. Gặp được. Lúc đó mẹ con vừa sảy thai. Ta vừa đến đây để săn dạ thú, muốn bồi bổ cho cơ thể của nàng ấy. Không ngờ rằng lại gặp được hai cao thủ đang quyết đấu. Ta liền trốn đi để quan sát. Trong đó có một người tự biết bản thân đánh không được đối thủ, liều chết sử dụng tuyệt chiêu giết chết đối phương. Chiêu đó uy lực vô cùng mạnh, làm cho chấn động cả một ngọn núi, đồng thời tạo ra khe núi này. Người đó sau khi phát hiện ra ta, liền đem đứa trẻ trong tay, cũng chính là con, giao lại cho ta. Hãy mang thiếu chủ về nuôi dưỡng thành người. Tuyệt chiêu của người đó gọi là hóa đạo, sau khi dặn dò ta, liền hiện thân thành phù văn, hoàn toàn tiêu tan. Về đến nhà thì mới phát hiện ra trên người của con có 3 vết thương rất kỳ lạ. Nhưng mà mẹ của con không hề để tâm tới, cho rằng con chính là bà bối mộng trời đã ban tặng cho bảy. Tao vốn tưởng rằng là có thể sống những ngày tháng yên bình, nhưng không ngờ rằng là bị cuốn vào một âm mưu của Mạc Tu Hậu. Mãi cho đến khi xảy ra đại chiến địa đồ, tao mới hiểu ra những việc này đều là vận mệnh sắp xếp cả rồi. Trời ơi, thì ra là như vậy. Rốt cuộc là ai đã giở trò trên cơ thể của ta? Là ai đếp cho mẹ ruột của ta giao cho người khác? Người gọi ra là thiếu chủ đồ dung mảnh tới như vậy. Vậy thì cha mẹ ruột của ta phải là người có cấp bậc gì? Kẻ địch của hai người họ là tồn tại như thế nào? Rồi muốn hết, biết hết tất cả mọi việc. Cha là con trai không có hiếu, không thể tiếp tục ở lại phụng dưỡng hai người. Trần Nhi à, sao con lại thế chứ, mau đứng dậy. Nam Nhi trí ở bốn phương, không cần thiết phải quá đi tầm vào việc người nhà. Với lại hiện tại con đã là người có ký, chí hướng sớm muộn gì cũng sẽ hơn người. Cha, ta còn có một thứ cần phải đưa cho con. Đây chính là lễ vật mà cha mẹ của con đã để lại. Mở ra xem đi. Đây là tập 56. Miếng ngọc bội này có công hiệu nên thờ, sau này tu hành có thể mau chóng tiến vào trạng thái ổn định. Long ngạo cỡ thiện, ngạo thi hoàng sinh, bên an hy lạc vĩnh thế bất phật. Đây chính là kỳ vọng của cha mẹ dành cho ta sao? Lúc đó ta cũng đã hỏi người đó, để sau khi con lớn lên thì đi tìm cha mẹ ruột thế nào. Người đã nói thì chỉ cần con có thể đạt đến đỉnh phòng của tu hành thì sẽ biết chuyện cha mẹ ruột lại. Được, đỉnh của tu hành à? Tuy rằng có một điều mới, nhưng trong lòng của Long Thần vẫn rất rối bời, phức tạp giống như là hình thức của đế đô vậy. Bởi vì phát hiện ra linh thạch quảng cách tầng môn đâu phái người đến để khảo sát. Giữa các tầng môn sớm đã có hiệp ước, bất kỳ mạch quảng hiếm cố nào cũng đâu phải chia đều, không được nuốt một mình. Có điều đối với Long Trần mà nói thì bọn họ, đây là một cơ hội tốt để tiếp xúc với người của các tầng môn. Lúc này thì các trưởng lão của tầng môn lại đang thảo luận về việc mỏ quặng này.
Người là Long Trận à? Không sai, thì ra là người. Có việc gì sao? Xin lỗi, tôi không quen biết ông. Nhau còn gặp trưởng bối, tại sao lại không hành lễ? Vậy thì hôm nay lão phụ sẽ cho người biết. Long Trận, Giao Nhi, ông già muốn tìm cái chết à? Giơ tay. Triệu Sư Hành, người ức hiếp hậu bối thì có bản lĩnh gì chứ? Đồ Phương Trường Lão, đường đường là người mạnh đoạn cốt cảnh, lại đi ức hiếp một nhóc ngưng hiếp cảnh à? Rèn ra ngồi cũng không sợ bị người ta cười nhạo hay sao? Xì, vì Đường Lão, nếu không phục thì chúng ta hẹn nhau làm một trận. Ta chỉ muốn dạy cho tên nhóc này cách làm người thôi. Đồ Phương Trường Lão à, ngươi cũng quán rộng quá nhỉ. Hồ đồ, chỉ là lần này ngươi ăn một mình không thành, nên mới mang vị thiếu niên này ra để trút giận có phải không? Huyết Lạc Tông các người thực sự nên kiểm điểm lại đi. Thì ra Lạc Phương đó là người của bọn họ. Chính là bọn họ sẽ chút nữa hại gia đình ta tan cửa nát nhà. Lão già, nếu không phải thực lực của ta không đủ thì chắc chắn người sẽ chết rồi. Để rồi, nếu là nhân vật có mặt mũi, sao lại để cho hậu bối nhìn trơ cười thế này? Còn nhóc, nghe nói cậu đánh bại một đệ tử của tổng môn thì vũ hơn người. Có muốn trở thành thanh hải môn của chúng ta không? Ta đảm bảo trực tiếp nhận cậu làm nội môn đệ tử. Hả? Anh từ sao? Đến một phái quy nguyện của ta đi, ta đảm bảo sẽ để cho ngươi làm đệ tử nồng cốt. Nè nè nè, đệ tử nồng cốt là cái gì chứ? Để ta thiền kiềm trưởng một gá luôn cho ngươi. Nè nè nè, đến đạo nguyên tông của chúng ta đi. Ôi, ta tặng luôn cả công môn cho ngươi. Cậu, ôi, không ngờ lại trời nhầu như thế. Quả là không có nơi nào để tìm được tìm thấy. Có điều cảm giác như vị Đồ Phương Trường Lão này mới là người cào thầm khó dò. Ông ấy thuộc tông môn chắc chắn là càng có thế lực. Tiểu tử à, hay là người đến Hy Lạp tông của chúng ta đi. Chúng ta có thể không tính toán chuyện cũng mà dốc lòng vào giữa người. Cũng coi như là bù đắp tổn thất của phái tà. Hế? Lão Triệu à, ông đúng là mặt dày không biết xấu hổ hả? Đúng là mặt mũi của đón cốc cánh đầu chư. Thế nào thì tớ suy nghĩ kỹ hả? Tận ông một chữ. Cút. Có gì? Được lắm, người cứ cho đó. Giám hội Đồ Trường Lão nên như ta gia nhập quy phái, có đỡ ngộ như thế nào? Cậu rất khó để vào tổng môn của ta. Đồ Trường Lão, chúng ta đều là biết đặc thù của quy phái, có điều dựa vào thực lực của Long Trần, luôn vào thực lực ly quá thực là có thể gia nhập vào Hiền Thiền Biệt Viện. Nhưng mà cậu ta không có linh căn, đáng điền là một màn tĩnh lặng, đặt không được sự bồi dưỡng trong điểm đầu. Long Trần, ôi sao có thể như vậy chứ? Đúng là như vậy ư? Vậy Hiền Thiên Biệt Viện 3 năm mới nhận một đệ tử mới. Nếu như cậu thực sự muốn vào, ta có thể tặng cho cậu một tấm thiệp bảo danh. Tuần sau. Vậy ta có thể lấy 3 tấm không? Ta còn có 2 vị bằng hữu. Vị bằng hữu cao to này có thể trực tiếp gia nhập vào, không cần phải bảo danh. Hế? Còn về vị cô nương này, ta đoán rằng đã có người nhìn trúng rồi. Ý ta? Không sai, vị tư cô nương này thuộc về Thiền Mộc, cũng cùng chúng tôi rồi, Hoa Ngự Trường Lão. Hồi em có muốn rời xa Long Trần, có được không ạ? Người tu hành sao có thể là tư tình mà bỏ phí thiền phú được chứ? Tri muội, em sợ là không biết thiền phú của mình cao như thế nào ư? Ta có tiệc địa linh mộc, mỗi thứ xem, có thể mang linh càng, mang càng nguyên linh khí truyền xuyên khí thử xem. Long Trần, nàng thử xem giờ gì? Cái gì? Quả nhiên ta không nhìn lầm, thiền phú của cô nương quả nhiên là trăm vạn người mới có một. Nhưng mà tiền bối, hồi chúc mừng Hoa Trường Lão, chúc mừng vị phái lại thơm người rồi.
Vì họ hiểu ý của muội, Thiên Mộc cùng và Huyền Thiền Việt cùng cũng chỉ cách nhau có một ngọn núi. Không tin thì muội bộ họ xem, hỏi một bộ họ xem. Họ đừng lợi nó phải lắm. Đồng thế một ngọn núi thôi mà, nếu một hòn đá thì cũng đến nữa. Hình như cảm giác cái đám người già này có vấn đề. Ta thiên phú cao như vậy chẳng ai chọn ta. Vậy trước tiên cứ như thế đi, để chúng ta giải quyết được chuyện của Hoàng Linh Thạch, xong thì sẽ xuất phát. Dương, vì đề đề này ngươi là lông tròn nhỉ. Hồi tiền bối tìm tới cái chuyện gì? Thì tử, trước khi trở vào chưa đạt tới tiền thiền thì bắt buộc phải giữ băng thanh ngọc khiết. Nợ người dám làm loạn, ta công thu công cụ gây án của người đầu hàng. Ôi, ngày đó thực sự mà cảm tạ cha đường quá, đi nữa thì héo kèo rồi. Lông trời biết lần này đi về không biết ngày trở về, vì thế thì càng phải trân trọng những ngày được ở cùng người thân và bạn bè. Tập 58. Có lòng già lòng hậu thuẫn, Sở Phong đang cơ thuận lợi, Thạch Phong cùng với bạn tử Béo thì cũng được trọng dụng. 7 ngày sau, cha nương công ơn dưỡng dục thì lông trọn suốt đời không quên. Chọn gì có cơ hội thì về thăm nhà nha. Các huynh đệ phó trợ cho bệ hạ. Lông trọn yên tâm, sẽ do mùi mùi chúng ta nên đi thôi. Vâng trường lão. Lông trọn chẳng phải dành thời gian nhiều hơn đến Thiên Mộc cùng thăm thiếp đó. Yên tâm đi giao nhi, chắc chắn ta sẽ đến. Nhanh lên, tình tình tứ tứ, hồi tỷ tỷ phải báo trọng đấy. Lông trọn. Lông tiểu bối bái kiến trường lão. Không ngờ tới ngươi lại là xích diện tuyết lạc. Ta yên tâm rồi. Yên tâm. Trong vòng một tháng thì người bài xuyên qua vùng hoang dã đến được Huyền Thiền biệt viện mới có tư cách tham gia khảo hạch. Vâng. Chúng ta đã ăn đủ rồi. Người ta không sợ đâu, Long ca đi đâu ta đi đó. Ngồi bay đi cùng ta. Lão đại gia, Long ca thì sao? Vì không phải đã mất nạt cái người không có linh căn đáng đi như ta sao trời? Rốt cuộc là tới nào làm? Ta phải ăn hắn, tức quá. Thế là Long Trần cùng với Tiết Tuyết lên đường dựa vào bản đồ. Một ngày phải đi nhất 8.000 dặm đường. Đây, may mà có Tiết Tuyết bầu bạn, Long Trần trong thời gian nghỉ ngơi có thể tĩnh tâm tu luyện, nâng cao lực chiến đấu. Nguy rồi, ở sao mà Tiểu Tuyết lại không thể chạy hết tốc lực được? Có biến. Bộ cạp khổng lồ sa mạc. Phá phong quyền. Lớp phong ngữ, ôi già mạnh quá. Ý, không ổn. Nó chui xuống cát rồi. Không ổn rồi. Ở trong cát thì nó lại càng như là cá gặp nước vậy. Linh thức của mình chỉ cảm nhận được chưa đến 3 mét ở dưới lòng cá. Ý, có rồi. Tiểu Tuyết nấp xa ra một chút. Đàn diễm. Thấy điểm yếu rồi. Cách sao vết ra Tiểu Tuyết nó vẫn chưa chết hẳn đâu. Nguy hiểm thật đấy. Có điều cũng có được đồ tốt đây. Sao thế Tiểu Tuyết? Ôi trời, lại đến nhiều như thế. Không biết đường nữa, giọt thùi cháy. Tiểu Tuyết chúng ta chạy về hướng đó. Ý, bảo biến thuật. Không giết được bọn nó, nhưng mà cũng làm chậm được tốc độ. Nóng. Ui, nóng quá.
Thì có chịu đường đi chỉ thì bỏ cáp không đồ không dám đến còn. Sao lại chị rồi? Hay lỡ đây có thứ gì bọn nó sợ? Hỏa tích thú. Lấy có tên là hỏa tích thú, tạm giờ xếp hạng 97 trong điện tích à. Nếu như mình mà có được hỏa thú của nó thì tí là đứng xa ra, ta tự đối phó với nó. Phong. Phong ly thích. Nhìn. Ui kìa địch, thú vật ở sa mạc này sao được cứng như vậy chứ? Ôi, tức lên. Thì tự đánh một mình luôn. Đang diễm hộ thế. Ui nông quá, quá nhiên là lựa tốt mà. Phong thủ chiến thuật. Quá nhiên là mầm thú, ma thú tầm dài. Chỉ bị rất ít vậy à. À đúng rồi. À, xin lỗi thì tuyệt nhé, thịt này đều có đậu bồ cạp rồi. Để ta thu được nội đàn của nó, thì chúng ta xem ổ của nó xem có gì cho mày ăn không. Lông tròn thu được nội đàn của quý giá vào trong túi. Tiểu tí thì cũng tìm được một ổ quả trứng không lồ trong ổ tích. Trứng không lồ trân quý vào bụng thì tiểu thuyết cuối cùng cũng thăng cấp thành công, trở thành một vài thú tầm dài chân chính. Ui, đừng động đất à. Chấn động này không phải là động đất mà là địa hỏa tạo thành. Mà địa hỏa là tài nguyên đàn tu cực kỳ trân quý. Nhưng mà lúc này Long Trần lại không chuẩn bị thu phục năng lực của địa hỏa. Hắn ta chỉ định giấu lại vị trí chỗ này, sau đó sẽ có dự định về sau. Và cầu nhân kiểu gì cũng có à. Đây là chuyện của môn tử nào gì? Ôi buồn cười quá. À, vị huynh đài này, tiêu đề bao việc ngà ngúng ở thuyền thiện biệt viện, gia cả thì phải chẳng công bắt nạt già trẻ. Bao ngà ngúng mà lấy nào người nắm rõ huyền thiên biệt viện với lòng trong bàn tay sao? Ở đương nhiên rồi, nếu như người hỏi mà ta không đáp được thì ta tặng ngươi tất cả tin tức. Hả, người chắc chưa? Để rồi vậy ta hỏi người, trưởng môn biệt viện đi vệ sinh anh dùng tay trái hay tay phải? Hí. Ây da, xem người tuấn tứ lịch sử như vậy, sao làm chuyện không hiền lành như vậy chứ? Người không biết không có nghĩa là người khác không biết. Vậy người nói xem. Kiếm tu cho rằng tay cầm kiếm là tay thần thánh, đương nhiên sẽ không dùng tay phải làm chuyện khác rồi. Mà kiếm chương môn, đại nhân lại chưa kiếm hướng về phi lần mình phải ở tầng sầu. Vì thế khi đi vệ sinh thì chương môn dùng tay trái. Hả? Ôi đúng là cao thủ, tài hạ bái phục bái phục. À Trần Quỳnh à, lần này Quỳnh đến là muốn nương nhờ vào thế lực nào? Thế lực nương nhờ? Này, chúng ta đến nơi nào ít người nói chuyện đi. Mặc dù đã là những đệ tử đến bao giờ trước, nhưng sớm đã tạo phe phái cho riêng mình. Nhờ bối cảnh của gia tộc, trong đó có 5 người bối cảnh thực lực toàn vẹn. Căn cứ vào quy định của biệt viện, phải hoàn thành nhiệm vụ để đổi lấy tài nguyên tu hành. Vì thế đứng đúng một đội sẽ càng có lợi cho tu hành. Là 5 người nào? 3 nam, tử lần lượt là Lôi Thiền Thường, Tê Tín và Nhạc Tử Phong. 2 nữ tử là Đường Yên Nhi và Diệp Trì Thù. Tập 61. Sau này hiền thiền biệt viện chắc chắn là thiên hạ của 5 người này. Ờ thì ra là như thế. À Trần Quỳnh à, đang nghĩ ghi chưa? Ai, ta vẫn thích tự do tự tại hơn. Chìm ra có người ra đánh nhau, chúng ta đi xem. Là Tơ Tín và Lôi Thiền Dương. Bên kia là Diệp Trì Thù. Ôi thế mà lại là một nữ tử lạnh lùng kiêu ngạo à.
Con có nhà tử phòng. Ta biết tại sao bọn họ lại đánh nhau rồi. Hả? Tại sao? Quà, con có ý gì con đường đến rồi. Quà, đại mì nữa đã đến rồi. Thật sự là rất đẹp. Nè, sao hai vị không tiếp tục đi? À, con đường hiểu lầm rồi. Ta và Lưu Quỳnh chỉ là đang cọ sát thôi. Bên ta vẫn thiếu vài thần thủ. Tự nhận thấy mình là thiên tài thì đến đây. Sao ngươi lại không đi? Ai là ta làm kẻ theo đuổi người đi hả, Trần Quỳnh? Đơn thế bản thân ta cũng chả có chỗ đứng đây. Lão đại à, ta mấy công mấy lặng, ta biết rõ chứ. Chỉ dựa vào chiến lược ta tuyệt đối là không thở bằng. Ngồi nghĩ gia nhập đội ngũ của ta không? Hồi trị thu tiểu thư. À, ý tốt của Liệp tiểu thư. Lâm Trần xin nhận, chỉ là ta tự giao quen rồi. Sợ là sẽ mang đến bất tiện cho tiểu thư. Hả? 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 Vậy thì các hạ có muốn vào đội ngũ của ta không? À, đường yến nhi tiểu thư. Sợ cứ muốn lôi kéo mình gì trời. Trừ khi bọn họ đều biết thực lực của mình. Quả nhiên những người đến đây đều không đơn giản mà. Người chỉ là phụ thôi, không tính. Ờ, ta biết thân phận mà. Thế nào, xem xét kỹ chưa? Ta tạm thời thì vẫn không. Ồ, tiếp ca ca nói gì thế? Ta nguyện ý gia nhập. Ý? Yeah, tốt quá rồi. Người như vậy là không hay đâu. Có gì không hay chưa? Thì tỷ vốn muốn trình với ta sao? Ôi, tiểu nhà đầu lừa đảo này quá đáng quá. Ta là Vạn Sơn, chấp sự đến nghìn đó các người, cũng là siêu huynh tương lai của các người. Ta phụ trách vì trồng cội khảo hạch của các người. Đầu tiên là từng người. À, đệ tử trình nhiếp báo danh lên đây, giám định thật hay giả. À, tờ thiếp báo danh này không phải của người. Sao có thể như vậy chứ? Đây chính là của ta mà. Mỗi tờ nhiếp báo danh đều có thông tin của người sở hữu nó. Kẻ giả mạo thì thử. Chút. Dạ. Vẫn còn hai tên mạo danh thì thế. Ui, tránh đi, nhanh nhanh, núp. Lợi hại quá. Đâu không dùng chiến kỹ trực tiếp dùng linh hồn dựa vào. À, dồn người ta vào dù chết. Huống hồ người để mạo danh ở đây đâu trên đỉnh cao ngưng huyết cảnh. Người tiếp theo. Đây. Tờ thiết báo danh này của người. Đợi một chút. Lâu đài à, tờ thiết báo danh này không có vấn đề gì chứ. Có vấn đề là hai chúng ta tiêu quá. Tên tiết tử này cũng không phải là đến đục nước béo cò đi chứ. Lỡ đầu họ trừ này chỉ công lường mình đấy chứ. Người này không có lệnh căn trận trách. Lệnh căn của người bình thường phân làm ba phẩm: thượng, trung, hạ. Nhưng mà huyền thiên biệt viện thì sẽ không nhận. Người bọn họ muốn nhận ít nhất cũng phải là có linh căn cấp thanh đồng. Đây là thiếp đặc quyền của chấp viện lão, không có vấn đề gì. Vâng. Mặc dù lúc nãy có vài người có linh căn cấp hoàng kim nhận được ánh nhìn chăm chú, nhưng tuyệt đối không thể nào cao hơn Long Trọng, không có linh căn. Kiểm tra hết danh thiếp bảo danh của tất cả mọi người, mỗi học viên đều nhận một tấm minh bài, tấm bài thép. Bên trên ngẫu nhiên khắc một trong bốn chữ thiên địa huyền hòa. Minh bài sẽ đưa cho các người những chỗ khảo hạch khác nhau. Trong thời gian một tháng, người tập hợp đủ bốn chữ sẽ được thu nhận. Qua linh khí nơi này thật là nồng đậm. Dù gì thì thời gian vẫn còn nhiều. Đi lượn bốn bề đã. Đây chính là Long Tròn đó. Trưởng môn huyền thiền biệt viện làng Vân Tử. Đúng trưởng môn. Ta cảm thấy cái tên tiểu tử này có thành tựu to lớn trong tương lai, vì thế đã cho hắn thi bảo danh. Ồ, vậy thì phải chúc mừng người rồi đó chư Phương. Có thể cảm ứng được vận số trong u mình, chứng tỏ ngươi đã sốc đột phá lên tiên thiên rồi. Ý của trưởng môn là Long Trần này. Mặc dù đang điền của hắn là một mạnh tinh lặng,
Nhân khí huyết lại là bằng lòng. Điều làm cho người khác không thể tưởng tượng nổi là toàn bộ sức mạnh của hắn đều giấu trong chân trái. Chỉ cần hắn không chết, sợ là thế giới này sẽ thay đổi vì hắn. Bởi vì hắn là ngồi lệ trong truyền thuyết giữa trời đất. Quá nhiều chứng môn không tránh được, chứng minh phỏng đoán của ta không sai, vì thế mà bị nguyền rủa. Nhưng việc này vạn năm khó gặp, người ta đều là may mắn được chứng kiến tất cả. Vậy thì chúng ta đối xử với Long Trời như thế nào? Thuận theo tự nhiên đi. Nhân vật như thế này thì tất cả vận số của hắn ta, chúng ta chỉ cần làm người ngồi cuộc là được rồi. Kỳ nhì, Lớn Trần, quỳ lại chân thật à? Ta đã nói là sẽ tìm đến tìm nàng mà. Quỳ thì rất sự cho chị Quỳnh thí. Nàng đẹp như vậy sao ta nỡ quên chứ? Huyền Huyền, chắc chắn là đã lừa không ít nữ tử rồi. Trong tim ta chỉ có nàng. Ông Kỳ, ta muốn nàng. Có được không? Ôi Long Trần, nhục quá. Xì. Sao mà tỷ tỷ lại nói như vậy? Trừ khi không có. Ta có nói gì đâu chứ. Ngươi đã vội vàng nói không có rồi. Ai dò đợi nhất mỹ nhân của Phong Hồn Các, cuối cùng cũng thất thủ rồi. Đáng ghét, không có ý, không để ý tới người nữa. Vậy thì ta không còn nội tin tức của Long Trọn đến Huyền Thiên Biệt Viện cho người nữa nha. Ý. Ôi, chàng cuối cùng cũng đã bước vào con đường tu hành rồi. Nhanh, nói cụ thể cho ta. Cốt tiền nhật, nguyên liệu chủ yếu của Ngọc Hoàng Đàn. Trước đây và sự quên có nhắc đến cơ duyên. Chính là thứ này sao? Tốt qua rồi, mình phải nhanh chóng thu thập minh bài. Sau đó thì tìm nhiên liệu. Nhiều dược liệu ở đây. Kim Luân Mãn 63.